xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh của mình hôm nay mình chia sẻ với các bạn một số bài thuốc chữa trị bằng cây thầu dầu tía tổng hợp từ nguồn báo dân tộc và phát triển thầu dầu tía còn có các tên gọi khác như đu đủ tía tì ma dầu ve cây thường mọc ở các tỉnh miền núi phía bắc nước ta thầu dầu tía có vị cay ngọt tính bình có thể dùng trực tiếp hoặc kết hợp với các loại cây khác giúp điều trị bệnh trĩ, ngăn ngừa viêm nhiễm bùi trĩ, làm giảm cảm giác ngứa rát, đau đớn, đồng thời nó còn có khả năng làm teo nhỏ bùi trĩ hiệu quả. Sau đây là một số bài thuốc chữa bệnh trĩ từ cây thầu dầu tía. Thứ nhất, dùng lá thầu dầu tía đắp trực tiếp vào bùi trĩ, dùng 5 lá thầu dầu tía và vài hạt muối tinh, rửa sạch lá thầu dầu tía rồi tiếp tục ngâm với nước muối pha loãng khoảng 20 phút để đảm bảo lá được sạch, vớt ra và để ráo nước. Cho lá thầu dầu tía vào dạ nát với muối tinh, người bệnh vệ sinh sạch hậu môn và bùi trĩ bằng nước muối ấm pha loãng. Sau đó, dùng hỗn hợp thầu dầu tía đã chuẩn bị, đắp trực tiếp lên vùng bùi trĩ và hậu môn. Cần đảm bảo lá thầu dầu tía tiếp xúc trực tiếp được với mùi trĩ, dùng băng gạc hoặc miếng vải mềm, sạch, cố định vết thương. Để khoảng 60 phút thì gỡ bỏ và rửa sạch lại bằng nước ấm. Thực hiện ngày 1 đến 2 lần, tốt nhất nên thực hiện vào buổi tối, thực hiện liên tục sau 4 tuần, sẽ thấy dấu hiệu bệnh trĩ suy giảm. Bài 2. Chị trị bằng cách sông hơi, ngâm rửa hậu môn với nước lá thầu dầu tía, dùng 150g lá thầu dầu tía và nửa thìa muối tinh, rửa sạch lá thầu dầu tía, cho lá thầu dầu tía vào muối, đun với một lít nước sạch khi nồi nước sôi vặn nhỏ lửa và tiếp tục đun thêm 10 phút để tinh thầu dầu trong lá phai ra với nước bắc nồi nước lá thầu dầu xuống và tiến hành xông hơi hậu môn và bùi trĩ đến khi nước ấm người bệnh tiếp tục ngâm hậu môn khoảng 20 đến 30 phút và rửa lại một lần nữa thực hiện một lần một ngày kiên trì thực hiện hàng ngày sẽ thấy cảm giác ngứa rát giảm đáng kể bài 3. dùng rau rửa cạn và thầu dầu tía chữa bệnh trĩ dùng 10 lá dừa cạn, 5 lá thầu dầu tía và muối tinh, rửa sạch các nguyên liệu vừa chuẩn bị. Sau đó, đem ngâm với nước muối loãng để đảm bảo lá đã sạch, đem dạ nát hai loại lá trên, rồi cho vào miếng vải mỏng, chắt lấy nước cốt, dùng nước cốt lá thầu dầu tía và lá dừa cạn thu được đem bôi trực tiếp vào vùng hậu môn bị trĩ. Khi hậu môn khô thì bôi tiếp tục lần 2 và 3. Người bệnh có thể dùng đắp trực tiếp hỗn hợp lá thầu dầu tía và băng lại giống như cách một thực hiện 1 đến 2 lần một ngày. Bài 4. Thầu dầu tía kết hợp với lá vông nem chữa trị bệnh trĩ. Dùng 3 lá thầu dầu tía, 3 lá vông, vài hạt muối tinh, rửa sạch lá thầu dầu tía và lá vông. Tiếp tục ngâm nguyên liệu với nước muối pha loãng khoảng 20 phút để đảm bảo lá được sạch, vớt ra và để ráo nước. Đem dạ nát nguyên liệu với muối tinh, dùng vải mềm và sạch, gói nguyên liệu thu được, buộc kín miệng, sau đó đem hơ trên lửa cho nóng. Dùng bọc nguyên liệu vừa hơ nóng, đắp trực tiếp vào vùng hậu môn và bùi trĩ, Cách làm này giúp làm cảm giác ngứa rát, giảm phù nề hậu môn, đồng thời làm theo bùi trị rất hiệu quả. Kiên trì thực hiện ngày 1 đến 2 lần. Bài 5. Hạt thầu dầu tía chữa trị bệnh trĩ. Dùng 9 hạt thầu dầu tía, 9 con học chó nước và giấm thanh. Rửa sạch các nguyên liệu, ngâm qua nước muối pha loãng, rồi đem giã nhỏ, rồi đem giã nhỏ. Dùng các cách làm trên, cho hỗn hợp thu được vào trong chảo. Đảo đều với giấm thanh, đến khi nóng già thì tắt bếp đổ nguyên liệu vào miếng vải mềm sạch rồi đem đắp trực tiếp vào huyệt bách hội ở đỉnh đầu người bệnh cần bỏ nguyên liệu ra khỏi đầu ngay lập tức nếu thấy bùi trị đã co lên bởi nếu đắp quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe đối với bệnh nhân sức khỏe không tốt hoặc có tiền sử đau đầu nên thận trọng và tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi thực hiện phương pháp này những điều lưu ý khi dùng lá thầu dầu tía chữa bệnh trĩ Do thầu dầu tía có chữa độc tính ricin nên người bệnh lưu ý chỉ dùng đúng liều lượng để đảm bảo sức khỏe cũng như sự an toàn. Ở Việt Nam có nhiều loại thầu dầu nhưng chỉ có loại thầu dầu tía có lá màu tía, màu tím đậm là được áp dụng và điều trị bệnh. Chỉ dùng thầu dầu tía chữa bệnh trĩ tại chỗ, vùng hậu môn và bùi trĩ. Tuyệt đối không được uống thầu dầu tía với mục đích chữa trĩ vì là phương pháp điều trị bằng dân gian nên cần kiên trì áp dụng điều trị bệnh trong thời gian dài mới thu về kết quả mong muốn. Thầu dầu tía chỉ có hiệu quả với bệnh trị độ nhẹ, các bệnh trị độ nặng như trị độ 3, 4 nên tham khảo các phương pháp điều trị khác. Chúc các bạn có sức khỏe thật tốt. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Tạm biệt các bạn.